cùng Ivivu khám phá căn trời lá nghỉ dưỡng của giới siêu giàu hơn 1.000 đô mỗi đêm ở Nha Trang. Là villa nhưng lại lợp mái bằng lá. Nhưng điều gì ẩn sau chiếc nhà lá này khiến giới siêu giàu và sao hạng A sẵn sàng trả đến hàng trăm triệu đồng cho kỳ nghỉ dưỡng tại Six Senses Ninh Vân Bay, Nha Trang? Có thể bạn chưa biết, chiếc giường này có khả năng tự phân hủy khi được thả xuống biển. Hay mái lợp lá thoạt nhìn có vẻ không sang nhưng lại rất sành điệu bởi vừa tạo nên đặc trưng không thể nhầm lẫn về thiết kế, vừa là vật liệu cách nhiệt rất tốt. Nếu giới sành sỏi thường nhìn vào phòng tắm để đánh giá một khu nghỉ dưỡng, thì gian tắm chính với chiếc bồn nằm giữa không gian rộng lớn, ôm trọn tầm nhìn núi rừng hay vòi tắm tiên ngoài trời riêng tư tuyệt đối như một lời khẳng định cho đẳng cấp của Six Senses Ninh Vân Bay. Đương nhiên, không thể bỏ qua chiếc view hồ bơi triệu đô. Đặt ngay tại ivivu.com, combo 3 ngày 2 đêm, gồm vé máy bay, villa hồ bơi riêng, bữa sáng, đưa đón sân bay, tặng thêm bữa tối lãng mạn, chỉ 13.199.000 đồng. Đặt ngay hôm nay. Ivivu.